Thưa quý vị, trong tuần qua, một trong những vấn đề thảo luận tại nghị trường Quốc hội được đông đảo người dân doanh nghiệp quan tâm, đó là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bởi lâu nay, vấn đề thị thực cho khách nước ngoài vẫn được cho là nút thắt lớn nhất ảnh hưởng tới tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Nếu được Quốc hội thông qua, dự án luật này được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy để ngành du lịch Việt Nam tăng tốc và nâng cao năng lực cạnh tranh. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đó là sửa đổi bổ sung quy định nâng thời hạn của thị thực điện tử là 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ, nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. Qua rà soát các quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2019 chưa đáp ứng được các yêu cầu chính trị, pháp lý và thực tiễn, hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo đồng bộ thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thảo luận ở tổ về dự án luật này, các đại biểu cũng bày tỏ đồng tình cao với các chính sách tạo thuận lợi về visa mà chính phủ trình Quốc hội nhằm tạo cú hích phục hồi phát triển du lịch, đồng thời cho rằng cần mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ trên cơ sở đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chính phủ quy định danh sách các nước vùng lãnh thổ có công dân được cấp visa điện tử. Thì ở đây tôi cũng đề nghị là nghiên cứu quy định một cách cụ thể, chặt chẽ. Hiện các doanh nghiệp du lịch cũng đang rất mong chờ những thay đổi bổ sung về chính sách visa. Bởi theo thống kê, trước dịch Covid-19, doanh thu từ nguồn khách quốc tế chiếm đến 2/3 tổng thu du lịch. Tại thành phố Đà Nẵng, địa phương có du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nút thắt về visa thời gian qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi nguồn khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng. Dù vậy, trong khi chờ đợi những giải pháp mang tính vĩ mô, thành phố vẫn chủ động trong công tác quảng bá, xúc tiến các thị trường khách quốc tế. Về thị thực thì chúng ta vẫn đang kém cạnh tranh hơn so với các điểm đến khác như là Thái Lan hay Singapore, Malaysia, kể cả Campuchia. Chính vì vậy, nó đang làm chậm việc đưa khách quốc tế quay lại Đà Nẵng nói riêng và tổng thể Việt Nam nói chung. Mặc dù vậy, với riêng Đà Nẵng thì chúng ta vẫn triển khai hàng loạt các công tác. Chúng ta vừa tìm kiếm thị trường mới, chúng ta vừa phục hồi các thị trường truyền thống, vừa tìm kiếm các cái sản phẩm để chúng ta định hình các luồng khách mới. Đấy. Hàng loạt các hoạt động xúc tiến của thành phố trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế. Nếu chính sách nâng thời hạn thị thực được Quốc hội thông qua sẽ tạo đòn bẩy để ngành du lịch thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực.